quý vị và các bạn, như vậy là ngoài vụ cháy vừa mới nêu trên, từ giữa tháng 3 năm 2024 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy làm bị thương 2 người, có những vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Đơn cử như vụ cháy xảy ra chiều ngày 5 tháng 5 khiến hai khu nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quang Minh Hưng Yên đóng trên địa bàn thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Tuy vụ cháy không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng. Vào khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 3, tại nhà xưởng của anh Nguyễn Đình Bình ở cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai 1, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, xảy ra hỏa hoạn, diện tích đám cháy khoảng 200 m². Vụ cháy không có thiệt hại về người. Bước vào mùa nắng nóng, điều kiện thời tiết oi bức, nền nhiệt cao, điều này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn so với bình thường. Theo đó, để hạn chế nguy cơ xảy ra, người dân, các cơ quan, cơ sở nơi sản xuất, doanh nghiệp cần nêu cao ý thức phòng chống cháy nổ, thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy.